Thôn Hoàng Xá, xã Tiên Tiến, huyện Phù Cử là địa phương đầu tiên của tỉnh phát hiện hai bệnh nhân dương tính với COVID-19 trong đợt dịch này. Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền và ý thức tự giác trong phòng dịch của người dân, nên đã ngăn chặn dịch lây lan. Ngay khi phát hiện ca dương tính đầu tiên tại thôn Hoàng Xá, xã Tiên Tiến vào ngày 29 tháng 4, Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện Phù Cử, đặc biệt xã Tiên Tiến đã triển khai ngay các biện pháp để ngăn chặn dịch lây lan ra cộng đồng. Phong tỏa toàn bộ thôn Hoàng Xá của xã Tiên Tiến và thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 đối với hai thôn Hoàng Cát và thôn Nại Khê. Ngay trong đêm đã triển khai các lực lượng để truy vết nhanh, xác định các trường hợp F1 để kích hoạt khu cách ly tập trung của huyện. Bên cạnh đó, huyện cử lực lượng thường trực tại các chốt kiểm soát dịch bệnh, thực hiện phun khử khuẩn toàn bộ các tuyến đường tại xã Tiên Tiến và khu vực tập trung đông người trên địa bàn huyện. Chính quyền, các đoàn thể thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, động viên những lực lượng tuyến đầu chống dịch, gửi nhu yếu phẩm, vật tư thiết yếu cho người dân trong vùng dịch và khu cách ly. Các cái lối đi không cần thiết thì chúng tôi chốt chặn. Và ngay trong đêm 29 thì cả hệ thống chính trị vào cuộc, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh để cho nhân dân hiểu, tự giác khai báo y tế, tự giác cách ly. Ở vùng dịch và trên địa bàn huyện, người dân đều thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu, các địa điểm vui chơi, giải trí, tự giác đóng cửa. Gần 30 đám cưới trong huyện hoãn tổ chức, các đám hiếu thì tổ chức rút gọn. Những người dân tại thôn Hoàng Xá và các trường hợp F1 tại khu cách ly tập trung của huyện đều nêu cao ý thức thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch. Dù bà Thành bà ấy bị nhiễm COVID cơ mà nhưng tiếp xúc với người dân chúng tôi là lúc nào bà ấy vẫn đeo khẩu trang. Thế cho nên là không ảnh hưởng lây nhiễm ra cộng đồng của nhân dân thôn Hoàng Xá chúng tôi. 21 giờ ngày 13 tháng 5 vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện Phù Cử đã quyết định dừng phong tỏa sau 2 tuần thực hiện phong tỏa thôn Hoàng Xá, dừng giãn cách xã hội hai thôn Hoàng Cát và Nại Khê. Đây là kết quả của sự nỗ lực vào cuộc của chính quyền và sự chung tay của người dân để dập được đại dịch COVID-19. Xác định chống dịch như chống giặc nhưng theo đúng quy trình của ngành y tế đã quy định, trong đó đẩy mạnh việc tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong khu vực có dịch, nên Phù Cử đã ngăn chặn được dịch bệnh COVID-19 không để lây lan trên diện rộng, ảnh hưởng đến đời sống của người dân và sản xuất của các doanh nghiệp.